Xin lỗi các bạn là trong quá trình coi phim thì chúng tôi có một số trục trặc kỹ thuật nho nhỏ, không thu được tiếng ở hiện trường nên chúng tôi phải tiến hành thu âm lại tại nhà và lồng tiếng lại. Đấy, xin lỗi các bạn. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là thử thách thứ hai. Đấy là thử thách mạo hiểm hôm nọ là mình đã làm một thử thách, đó là trói tay ở phía sau và thả mình ở giữa hồ. Nhưng mà hôm nay để tăng thêm phần nguy hiểm và kịch tính cho video, mình sẽ trói cả chân lẫn tay. Đấy, và thả mình ở giữa cái hồ kia, hồ nước Mông Luân. Và hôm nay là cái đội cứu hộ cũng như vận động viên bơi lộ của chúng tôi ngày hôm nay đã được trang bị những bộ áo phao cực kỳ là chất lượng. Đấy, phao gồm có còi báo hiệu để có những cái chuyện gì thì có thể phát tín hiệu cứu cập thời. Đấy, bên cạnh đó là còn có dây và những bộ sóng bằng phao ấy. Để không phải dài dòng nữa thì chúng tôi sẽ tiến hành ra giữa hồ và trói tay mình và thả mình giữa hồ. Ok, mời các bạn đón xem. Và mình cũng xin nhắc lại luôn là sau khi các bạn xem video này thì mình nghiêm cấm, không khuyến cáo các bạn làm theo dưới bất kỳ hình thức nào nhá. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì chúng mình không chịu trách nhiệm đâu. Còn đây là mình thử thách trên chính bản thân của mình, đảm bảo được yếu tố an toàn cũng như là người và những về kỹ thuật. Đấy, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và sau khoảng 10 phút anh em chúng tôi đã chèo thuyền cũng bơi ra khoảng giữa hồ. Đấy, và chúng tôi đã đến được địa điểm mong muốn. Thì hôm nay chúng tôi đã đến được gọi là nó chính xác là giữa hồ rồi. Đấy, thử thách hôm trước là chưa phải giữa hồ cho lắm. Đấy, nhưng mà bây giờ chính xác là giữa hồ. Đấy, và tôi may có một cái neo là neo được cái chiếc thuyền ở đây. Thì theo quan sát của tôi thì sóng bữa nay có mạnh hơn hôm nọ, bởi vì trời có kéo dông, động mưa. Đấy, nên là nó lại tăng thêm phần nguy hiểm kịch tính hơn nữa. Và cái này không để các bạn đợi lâu thì tôi đã nói thằng em tiến hành trói tay tôi lại và trói cả chân tôi lại để thả mình xuống nước. Và để trói được chân và tay là tôi đã chuẩn bị hai sợi dây gọi này ghi bệnh như thừng đây. Dây này là phải siêu bền, sợi dây này gọi là dây siêu bền đây, rút ở trong cái võng của lính ra. Đấy, và cái dây này thì phải nói là dùng dao cắt chưa chắc đã đứt hả. Và trước tiên là chúng tôi phải trói chân trước. Đấy, trói các bạn có thể trói nhìn thấy là tôi trói rất là chắc. Đấy, và thằng em trói khá là nhiệt tình. Tôi nghĩ nó trói kiểu này thì có muốn tháo ra lúc mà kiệt sức mà muốn tháo ra thật cũng chắc không bao giờ mà tháo được luôn. Rồi, theo như kế hoạch và ý định ban đầu của tôi sẽ trói chân và trói tay và trói cánh gà phía sau. Đấy, nhưng mà sau khi tôi suy nghĩ lại và tôi có thử qua một số lần thì tôi nghĩ không được, không thể nào mà thực hiện được cái thử thách này. Bởi vì tôi mà xuống đấy để tôi đuối cũng mấy nhỏ này cũng không biết tình huống gì xảy ra. Đấy, và tôi đã thử xuống mà thực sự mà nói là xuống là không thể lên được. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy tính chất cực kỳ nguy hiểm nên tôi đã giảm nhẹ cái thử thách lại là phải trói phía trước, trói tay phía trước nha anh em. Phải nói mình trúng lần này phải nói hết sức là mệt luôn, thật sự là mệt luôn. Mình đã nói chung là mình đã cố gắng lết vào bờ trong vòng 10 phút nhưng mà hầu như mình không di chuyển được mấy mét. Ở trong đó cái thằng em của mình nhìn kìa, nói cười như hoa. Phải nói là nó vẫn chưa nhận thấy được cái tình huống nguy hiểm thật sự xảy ra ở đây mà. Lúc này mình vẫn liên tục giơ chân giơ tay lên để chứng minh cho mọi người thấy là một tay mình vẫn bị trói. Đấy, và mình chắc chắn một điều tay mình đã trói từ đầu đến cuối. Thanh niên đau sực. Rồi đó mẹ nó. Đừng là kéo anh vô đây. Bớt đâu. Kéo vô kia. Kéo lên bờ luôn đấy. Lên bờ luôn. Đây từ đâu lên chưa? Lên dắt lên luôn. Thôi. Tiền tay thằng chị Trân. Ôi. Ôi. À. À. Oh. Mệt thở không nổi. Ôi, nó thở hết nổi. Phải nói là hôm nay cực kỳ là mệt. Phải nói là mình đã dốc hết sức 99% sức. Còn 1% để rớt lên. Còn 1% nữa là mình đang còn ngồi đây được. 1% là để ngồi để nói. May là cái nãy là mình không trói ngược cánh gà. Trói ngược chắc là đi được. Mình thằng em trói rất là nhiệt tình luôn. Trói mà nói chung là chết là chỉ có chết thôi. Không còn cái đường, không còn cái phương án nào mà cứu vãn được tình thế nữa. Bè mà trói mà đến nỗi mà mở mãi mới ra, còn đây như này thì mà chúng mà lỡ mà bị gì làm xong tự mở ra được. Đây em thấy. Con tao à? Trong cái thử thách này thì mình cũng nói luôn với anh em là đề nghị anh em không thực hiện theo dưới mọi hình thức nha. Nói chung là mình cũng mệt lắm, không còn sức để nói nhiều nữa. Thì, trong cái thử thách mạo hiểm này thì về mình còn sống ngày nào thì mình vẫn tiếp tục làm những cái thử thách mạo hiểm hơn nữa. Đấy, và anh em nào có ý tưởng mạo hiểm mà mình có thể thực hiện thì mình sẽ thực hiện, mình sẽ làm theo cho các bạn làm theo những cái gợi ý của các bạn cũng như là những cái tình huống của các bạn đặt ra. Đấy. Nói chung là mình còn sống ngày nào mình vẫn sẽ còn làm ngày đấy. Hôm nay là mình tối trước, ngày mai hoặc là ngày mốt mình sẽ nhất định là mình sẽ tối ở phía sau. Còn bây giờ thì chào các bạn, bây giờ mình nghỉ thôi.